Suga BTS mang hơn 2 tỷ tặng bệnh nhi ung thư vào sinh nhật thứ 28. Suga, chàng trai có trái tim ấm áp của BTS, vừa đánh gục team fandom thêm lần nữa với hành động ý nghĩa trong ngày sinh nhật lần thứ 28 của mình. Đúng ngày mảnh ghép của BTS, Suga, tên thật Min Junki, bước sang tuổi 28. Bệnh viện Dongsan thuộc Đại học Kim-myung tiết lộ, năm thần tượng đã đến và gửi tặng 100 triệu won, khoảng 2 tỷ đồng, cho quỹ điều trị bệnh nhi mắc ung thư tại bệnh viện. Suga cũng kể, anh đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật ấm áp vào ngày 9 tháng 3 để dành ngày đặc biệt này đến thăm và gửi quà tại bệnh viện. Suga bày tỏ, tôi hy vọng số tiền này sẽ giúp các em nhỏ không thể tiếp tục nhận điều trị do gia cảnh khó khăn, có một cơ hội được chữa bệnh, trở lại khỏe mạnh và có cuộc sống tươi sáng hơn. Đại diện cho bệnh viện Dongsan cũng đáp lại tình cảm của thành viên BTS. Chúng tôi tự hào về các thành viên BTS, những người đang nâng cao uy tín quốc gia thông qua các màn trình diễn ấn tượng. Hy vọng các bạn tiếp tục phát huy và trở thành nghệ sĩ được yêu thích trên toàn thế giới. Được biết, hoạt động thiện nguyện vào ngày sinh nhật gần như trở thành truyền thống đẹp của các thành viên BTS. Trong đó, Suga được xem là người gây ấn tượng mạnh với những chiến dịch đặc biệt ý nghĩa và độc đáo của mình. Vào sinh nhật lần thứ 25, Suga đã tặng thịt bò tươi cho 39 trại trẻ mồ côi Hàn Quốc theo lời hứa mà anh đã thiết lập với người mộ của mình. Đến sinh nhật lần thứ 27, Suga đã tặng 100 triệu won, khoảng 2 tỷ đồng, cùng với 329 con búp bê có khắc tên fandom của nhóm ARMY tới các trẻ em bị ung thư để truyền thêm động lực chiến đấu với bệnh tật. Hành động này của Suga đã làm hàng ngàn trái tim người mộ xúc động và xem nam thần tượng như một thiên thần. Cũng trong clip này, Suga đã tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp để mừng sinh nhật. Trong màn livestream này, Suga đã tiết lộ những điều mới về bản thân và trả lời các câu hỏi của người mộ trong gần 1 giờ. Anh khoe chiếc bánh của mình và thậm chí còn vỗ tay hưởng ứng với màn nhảy và hát mừng sinh nhật của Jungkook. Tin vui cho tất cả các ARMY, Suga tiết lộ rằng vai của anh đã ổn sau khi phẫu thuật. Giờ đây, anh có thể dễ dàng nâng cánh tay của mình lên, mặc dù vẫn có cảm giác như tôi đang nâng tạ. Tôi đã ổn hơn rất nhiều. Nhìn này, tôi có thể giơ cánh tay của mình lên như thế này, Suga nói. Hiện Suga đang nỗ lực luyện tập để có đủ sức khỏe trở lại sân khấu. Tôi tiếp tục vật lý trị liệu, hiện tại đã tốt hơn nhiều nhưng không phải là 100%. Tôi vẫn không thể làm điều gì đó chuyên sâu như khiêu vũ, Suga chia sẻ. Mặc dù Suga rất vui khi được tổ chức sinh nhật cùng các ARMY, nhưng đó không phải là thời điểm yêu thích của anh trong năm. Sinh nhật là ngày sinh, tôi không còn cảm thấy hào hứng với nó nữa. Thực ra tôi không phải là người luôn đợi sinh nhật đến, và bây giờ tôi thậm chí không cảm thấy hứng thú với điều đó, Suga nói. Suga thường thích để tóc ngắn vì anh không thích nó quá dài, nhưng giờ Suga sẵn sàng có cơ hội để có một diện mạo mới. Penthouse của SBS có thể là một chương trình ngày càng hút khán giả, nhưng Suga không phải là một trong những khán giả của loạt phim này. Suga trả lời một người hâm mộ rằng, anh biết K-drama này nhưng không xem nhiều. Không, tôi không xem Penthouse, tôi chỉ xem phim trong khoảng 10 phút khi đang lật qua các kênh. Suga cho hay, không phải Suga không thích cốt truyện hay các nhân vật, chỉ là việc xem TV không còn quá thú vị với anh ấy nữa. Tuy nhiên, điều mà Suga quan tâm là thể thao. Gần đây Suga đã xem các trận đấu bóng rổ chuyên nghiệp trong khi hồi phục ở nhà, điều mà Suga coi là xa xỉ vì trước đây anh không bao giờ có thời gian dành cho môn thể thao này. Trận đấu với sự tham gia của các ngôi sao NBA đã được tổ chức vào ngày hôm qua. Tôi đã xem nhiều trận đấu NBA. Các trận đấu luôn diễn ra vào buổi sáng ở Hàn Quốc. Trong thời gian bận bịu, tôi thường không thể xem. Vì vậy, tôi thực sự thích thú khi xem giải lần này, Suga nói. Một số người mộ thấy kỳ lạ khi nghĩ đến việc có các lớp học vào cuối tuần, nhưng Suga lại thấy điều đó hoàn toàn tự nhiên. Khi tôi còn là một học sinh cuối cấp, tôi nhớ cứ 2 tuần một lần, tôi lại đến trường vào các ngày thứ bảy. Vào các ngày thứ bảy, chúng tôi đã sinh hoạt câu lạc bộ. Đó là 10 năm trước, Suga kể. Cuối cùng, Suga tiết lộ rằng anh thực sự đang ăn kiêng. Mặc dù rất thích ăn quýt, nhưng anh ấy đã phải kiềm chế để không ăn những trái mà anh có trên tay. Min Junki, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1993, thường được biết đến với nghệ danh Suga hay AGD, là một nam ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu ảnh người Hàn Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam BTS do Big Hit Entertainment thành lập và quản lý. Năm 2016, anh phát hành bản mixtape đầu tay của mình dưới nghệ danh AGD. Năm 2020, anh phát hành mixtape solo thứ 2, D2, đạt vị trí thứ 11 trên Billboard 200 của Hoa Kỳ, vị trí thứ 7 trên UK Album Chart và vị trí thứ 2 trên Area Album Chart của Úc. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, Suga đã có hơn 100 ca khúc được Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc chứng nhận, trong đó có Winnie đã giành giải thưởng bài hát Soul R&B của năm tại Meon Music Award 2017.